ok. Nếu như mọi người mà thấy video này có hiệu quả đó, thì có tính tương tác cao, hoặc là muốn cảm ơn chủ kênh vì đã giới thiệu cho mọi người một cái nơi để tìm công việc ăn, làm ăn từ xa đó, làm tại nhà. Nếu như mọi người thích thì hãy bấm like nha, rồi chia sẻ video giúp kênh, đừng quên đăng ký. Bây giờ còn một trang web mà hiện nay mình đang làm việc ở trên đó và kiếm tiền rất là nhiều ở trên đó. Mọi người biết trang web nào không? Đó là upwork.com mọi người, upwork.com. Nếu như mọi người mà có một chút tiếng Anh đó thì cần đọc hiểu thôi, không cần phải giỏi lắm đâu. Rồi thì là có năng khiếu về một cái ngành gì đó, ví dụ như là viết nội dung quảng cáo này, đó, thiết kế website này, thiết kế graphic các cái mẫu quảng cáo này, đó, hoặc là những cái kỹ năng cao cấp hơn chứ, hoặc là chỉ cần mà xem video, hoặc là chỉ cần đăng bài trên TikTok hoặc là Instagram cho họ thôi, thì các bạn sẽ nhận được cái số tiền mà người ta trả gọi là lương đó rất là cao. Vì sao các bạn biết không? Vì là người ta trả bằng tiền đô, trả bằng tiền đô. Đó các bạn biết không? Trang web Upwork này là một trang web của thế giới luôn này. Đó, thì rất là nhiều những cái công ty doanh nghiệp nó ở Canada, ở Mỹ, ở châu Âu. Đó thì người ta thuê mình chỉ cần ở nhà có một cái máy tính hoặc là có một cái smartphone thật là ngon. Đó thì các bạn có thể lên đây kiếm tiền làm việc với upwork.com nha các bạn. Ok. Rồi thì mình chúc các bạn là kiếm được công việc và sớm trải qua cái mùa dịch đầy căng thẳng này, khi mà các bạn có một chút tiền về trong lưng đó, kiếm một chút điện khi các bạn vẫn ở nhà để chống dịch. Thì nếu như các bạn làm thành công thì hãy quay lại video này để cảm ơn chủ kênh nha. Chủ kênh Discover Việt Nam TV thì mong muốn đem đến những cái nội dung có hiệu quả, mang tính hiệu quả cao trong cuộc sống cũng như là công việc, cũng như là những cái sự kiện về văn hóa lịch sử của Việt Nam ta, thì để cho các bạn, góp phần các bạn có cái tính tương tác, cái tính học hỏi và giúp nhau phát triển cộng đồng. Đó là mục đích của Discover Việt Nam TV. Cho nên hãy bấm like nếu như các bạn thấy rằng video này là nơi mà các bạn tìm đến đúng cái nơi để mà hiểu rõ về việc làm tại nhà, việc làm từ xa, cũng như kiếm những cái đồng lương của mình trong cái mùa Covid này. Ok không các bạn? Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Hãy bấm like, chia sẻ và subscribe. Video tiếp theo chắc chắn sẽ thú vị. Hi, hello, xin chào. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Discover Việt Nam TV nha. Các bạn thấy đó, lao động chân tay này, được cái là nó có sức khỏe thôi, nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó mệt mà nó tiền không có được nhiều. Không có được nhiều mọi người ơi. Bây giờ mình đang làm rừng nè, mình xới cỏ để mình trồng rừng. Rồi thì sau mấy năm mới có thu, mới có tiền về, lâu lắm. Bây giờ lao động chân tay chỉ là vậy thôi. Người nông dân á thì chỉ có kiếm đủ tiền để ăn thôi, cơm ngày ba bữa. Tuy nhiên, làm gì mà chỉ cần ở nhà làm ra tiền, ok? Nếu bạn có smartphone hoặc có một cái máy tính để bàn ở nhà, thì mình sẽ chỉ cho các bạn hai trang web để các bạn lên đó các bạn kiếm thêm thu nhập nha. Rồi, đặc biệt làm việc tại nhà ha, không cần đi đâu cả, mà an toàn trong mùa Covid này nè. Đó, các bạn có biết là trang web gì không? Ok, chứ chắc là đúng như các bạn nghĩ đâu. Tại vì mình biết á, là lâu nay các bạn cứ hay là search trên mạng này, rồi tìm kiếm này nọ này đó. Hết cái trang này qua trang khác các bạn thử, làm cho nó lòi ruột luôn, không hiệu quả bao nhiêu. Rồi chưa kể là cái phương thức thanh toán nó rất là khó khăn này. Đó, rồi còn là tìm ra cái ngành này không phù hợp với mình này. Đó, rồi nhiều cái trang nó lừa đảo, nó bắt mình phải đăng nhập thông tin này, nhập thông tin kia, lộ hết các cái bí mật trên cái social network của mình đó. Đó thì các bạn nha, tin tưởng nha, hôm nay các bạn đến đây là cơ duyên đó, các bạn là khán giả trung thành với kênh Discover Việt Nam TV, thì hôm nay mình chỉ cho các bạn nha, hôm nay mình chỉ cho các bạn một trang web để kiếm tiền online. Đó là nếu như các bạn biết cách làm tiếp thị marketing
như là affiliate hoặc là trang web và mà nổi đình nổi đám ngày nay đó là AccessTrade. AccessTrade nha các bạn. Rồi mình sẽ để link trong phần mô tả này. Thì là tiếp thị marketing này á, nó có cái tính hiệu quả rất là cao nếu như các bạn cứ tìm hiểu, và chắc chắn mình nghĩ sẽ thành công. Còn nếu như các bạn nào mà có một số kỹ năng như là viết bài quảng cáo này, rồi thiết kế website này, hoặc là các bạn nào mà có kỹ năng là viết những cái bài chạy Facebook, chạy Instagram này, hoặc là kỹ năng là đánh giá website, hoặc là